Hôm nay Hạnh sẽ hướng dẫn cho các bạn pha màu cam cháy với ba màu có sẵn, đó là màu cam tươi, màu đỏ tươi và màu nâu của chân mày nha. Rồi bây giờ mình tiến hành luôn nha. Mình sẽ lấy lần lượt với tỷ lệ là 6 cam, 3 đỏ và 1 nâu. Mình pha lần lượt các màu lại với nhau và khuấy đều là mình sẽ được cái màu cam cháy rất là hiện đại nha các bạn. Đây cho mình lấy màu trước. Do cái giọt mực của cái chai bao thớt này nó hơi bị to cho nên là lót một lần nó cũng sẽ được khoảng 5 đến 6 giọt rồi. Cái màu cam cháy này á, dành cho những ai da trắng nó sẽ rất là nổi bật luôn nha các bạn. Màu nó rất là hiện đại và trẻ trung. Hiện tại trong giỏ hàng của Honey có đầy đủ các sản phẩm, các bạn có thể vào trong giỏ hàng để mà tham khảo hoặc là chọn sản phẩm phù hợp nhất cho mình nha.